Thưa quý vị, liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, ngay sau khi kết thúc kỳ thi, hội đồng chấm thi của các địa phương bắt đầu làm việc. Trước đó, các hội đồng chấm thi trắc nghiệm đã có sự chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về máy móc thiết bị phục vụ công tác chấm thi trên máy, đồng thời điều động cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi trắc nghiệm và tự luận. Dự kiến 8 giờ ngày 17 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố kết quả điểm thi của thí sinh cả nước. Các sở giáo dục đào tạo địa phương chịu trách nhiệm xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh. Sau khi có điểm thi, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục Đào tạo, bao gồm cả nguyện vọng xét tuyển sớm và nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.